cú đấm triệu đô là câu chuyện ở trên phim. Thực tế đời thực sau những trò mị fan của Duy Nguyễn phải gọi là cú đấm nhiều triệu đô lên thị trường Việt Nam. Đây là câu trả lời của Chim Chúa sau hàng loạt thắc mắc của công chúng trên mạng xã hội sau chuyến thăm qua Mỹ dài hạn vừa qua. Không trải hồng như mọi người nghĩ, mà đây thực sự là trải thảm cho Duy Nguyễn nói riêng và tập thể BBT nói chung. Mối quan hệ giữa đối tác có trục trặc. Hãng sản xuất nào ngừng hợp tác và tại sao? Cùng chúng tôi giải mã ngay video dưới đây các bạn nhé. Trong chuyến đi Mỹ vừa qua, Duy Nguyễn đã có chuyến thăm đặc biệt đánh dấu những bước tiến vững chắc của IP Việt Nam do chính BBT phát triển độc quyền tại khu vực. Tập gym, tham quan nhà máy, thậm chí là đi siêu thị cùng với những người trẻ IP. Xin chào mấy em, hôm nay là anh đang đến ở công ty ISP. Đó, đây là một người bạn rất tốt tên là Alex. ISP Vietnam, nice to meet you. We're gonna have a great year. Try our products out. Những cái chuyện làm ăn, những cái chuyện sản phẩm này nọ, hợp đồng này không bàn. Đó, anh hôm nay rất là vui được tập luyện với team của ISP đúng không? Thấy không? Nó làm việc này nó rất là khổ cả ngày, nhưng mà cuối giờ vẫn ra một cao, vẫn ra tập luyện. Đó là gì? Gym phục vụ cuộc sống. Và trong năm 2020 này, hứa hẹn sẽ có rất là nhiều sản phẩm của ISP với những cái chính sách cũng là kích thích người tiêu dùng. Tưởng chừng chỉ là cuộc rong chơi của Chim Chúa, ghé thăm các đối tác và khai phá nét văn hóa tại cường quốc Hoa Kỳ. Nhưng động thái đánh lừa dư luận, đối thủ bằng hình ảnh ăn uống, tập gym, ăn uống khắp các kênh truyền thông của BBT. Nhưng mọi mục đích đều phải có tính thương mại và anh đã đánh úp bằng hợp đồng triệu đô. Tổng giám đốc Duy Nguyễn cùng hai đại diện bên phía RP Nutrition cùng chấp bút hoàn thiện một dự án vô cùng đặc biệt. Công ty BBT sẽ sớm cho ra mắt thêm dòng sản phẩm Chufit thuộc thương hiệu của ông trùm RP, một sản phẩm được xem là bữa ăn cạnh tranh trực tiếp với Lean Body tại thị trường Việt Nam. Hứa hẹn đây sẽ là dòng sản phẩm nóng nhất mà BBT sắp sửa ra mắt. Tiếp đến, Duy Nguyễn còn được đích thân giám đốc RP nhờ review hệ sinh thái của mình tại thị trường nội địa Hoa Kỳ. Vẫn giữ được bản chất gần gũi, nhiệt huyết và đầy năng lượng của mình, anh đã có những đánh giá vô cùng thiết thực. Cái này đã uống rồi, rất là ngon. Nó sẽ thay thế cho Lean Body. Đó, mà nó có được cái gì? Nó vừa được protein cực kỳ chất lượng của bò này, như bò Kobe vậy đó em. Nổi bật với chất lượng vượt trội, giá thành phải chăng ở các dòng Whey Protein, Macho Gain, Aminolin, bạn đồng hành của Duy Nguyễn tại Việt Nam, nhưng khi đến trực tiếp sân nhà của RP thì anh lại quên review. Diêm Chúa lần đầu bị nhắc bài trên sóng. Giá hàng ở đây sao nhá mấy em? Còn gì nữa không ta? Còn nhiều lắm em. Aminolin. Oh yeah. Đây. Aminolin. Họ nhắc bài thật thấy ghê chưa? Quả cháo trọng mít của ông nhắc đó. Một bọc mí nho nhỏ của Aminolin hiện tại đang được BBT phân phối toàn quốc, được chính RP sản xuất riêng. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của BBT qua từng cái bắt tay, chữ ký quan trọng như thế nào để bình ổn cán cân thương mại Việt-Mỹ. CEO BBT còn giúp RP Nutrition review hệ sinh thái của mình từ những sản phẩm cung cấp collagen đẹp da, trà xanh, thậm chí đến bình lắc chính hãng của RP cũng được Jim Chúa chém gió nốt. Được giám đốc RP hết mực công nhận. Chỉ từ một người khách từ phương xa, nhưng bản lĩnh, sự ngạo nghễ của giám đốc công ty phân phối súp lớn nhất Việt Nam mới là thứ đáng được đối tác khâm phục. What's up Vietnam? This is Vic Davanzo, the CEO of RSP Nutrition. We're here celebrating our exclusive distribution agreement with BBT. They've been so kind to make the long voyage down here and meet with us. We're very excited about what 2020 has in store. Again, we're an exclusive partnership. We can't be more excited. Very important to us that we know our partners and that they're treating our products with the same quality and care and integrity that we do. And sure enough, we believe in this venture. We're behind it 100%. You can only get your RSP products in Vietnam from BBT. Cái kết có thể được đánh giá là thảm với Duy Nguyễn nói riêng và công ty BBT nói chung
vì sắp sửa chuẩn bị công tác nhập hàng đầy kho dài hơi sau khi lộ thông tin Truefit cháy hàng tại Hoa Kỳ. Hàng loạt khách hàng ồ ạt liên hệ công ty BBT và chào đón mua sản phẩm. Vì thế, dễ hiểu tại sao BBT đặt hàng sản phẩm Truefit và thanh toán trước cho bên RRP. Nhưng BBT phải chờ từ 2 đến 4 tháng, hàng mới được lên tàu và vận chuyển sang Việt Nam. Cái hot của Truefit thật sự khiến cho cộng đồng xôn xao, đặc biệt trong mùa dịch vừa rồi. Để làm được điều đó, phải tiêu tốn nhân lực hàng trăm con người, ngày đêm nỗ lực đầu tư chất xám. Nhân viên BBT cũng toàn tâm toàn ý để dự án thành công rực rỡ. Phổ biến sản phẩm Superfood Truefit dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam trong tương lai gần. Ngon lắm em, mốt anh bán nha, nhớ mua nha mấy em. Ủng hộ hàng này là uống sao tập nó giống như Lean Body vậy đó. Nha, bye bye. Luôn có một streamer chân chính như Duy Nguyễn, tự hào dân tộc và yêu nước trên bầu trời Hoa Kỳ. Cùng nhau hợp tác xin sự thành công cho thương hiệu RSB ở Việt Nam. Like Việt Nam, love Việt Nam. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.